Mùa mưa năm nay kết thúc sớm, các hộ dân của làng Tứ Nha 2 và làng Tắc Bổ xã Trà Tập tranh thủ thời tiết thuận lợi dựng nhà mới trên các khu vực tái định cư do nhà nước bố trí. Đặc thù miền núi cao xa xôi, cách trở và điều kiện kinh tế hạn hẹp nên bà con giúp nhau xây dựng nhà theo hình thức vòng công. Đây là phương thức tiết kiệm kinh phí và giúp người dân sớm hoàn thành nhà mới dịp Tết Nguyên đán này. Ở làng dưới thì hơi nguy hiểm sạt lở, với lại đi cũng không phương tiện cho lắm. Tại vì không gần đường xe, còn đã có nhà đây rồi sướng. Con đi học cũng phương tiện. Nhà nước hỗ trợ 90 triệu, rồi hộ gia đình tự bỏ thêm ra 40 triệu để làm thêm căn nhà đủ rộng, vừa ở trong gia đình được chắc. Tháng năm có nhà mới thì gia đình cảm thấy rất vui và phấn khởi, không còn lo sợ mưa bão rồi sạt lở. Thực hiện nghị quyết 23 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện miền núi, xã Trà Tập là một trong những địa phương có số hộ dân được sắp xếp tái định cư nhiều nhất huyện Nam Trà My. Năm 2023, địa phương này đã giải ngân hơn 2,8 tỷ đồng để triển khai xây dựng mặt bằng, hỗ trợ cho 90 hộ dân hiến đất di dời theo hình thức xen ghép. Thì sau khi mà xây dựng phương án thì chúng tôi cũng phân công cán bộ chuyên môn đi khảo sát thực địa. Và sau khi mà khảo sát thực địa xong, tổ chức họp lấy ý kiến của dân, chúng tôi cũng làm công tác tuyên truyền. Đặc biệt là việc mà xen ghép là những hộ dân mà có đất thì cũng phải chia sẻ những hộ mà chưa có đất để mà sắp xếp bố trí khu dân cư cho nên đảm bảo diện tích theo quy định. Thì sau khi mà triển khai thì người dân rất đồng thuận về cái chủ trương về việc thực hiện nghị quyết 23. Thì đến thời điểm này thì cơ bản là gần hoàn thành 80%, nguồn thì cũng đã được giải ngân. Những năm qua, từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác, huyện Nam Trà My đã đầu tư 513 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ thiệt hại nặng nề do thiên tai. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Nam Trà My đã đầu tư kinh phí san lấp mặt bằng, hỗ trợ vật liệu xây dựng để 745 hộ xây dựng nhà mới tại 14 khu dân cư an toàn. Qua cái việc sắp xếp chân ghép thì có sự vào cuộc một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Và chúng tôi triển khai đồng bộ, đồng loạt hết và được người dân rất là đồng tình hướng. Vừa kinh nghiệm trong các năm qua thì sau khi sắp xếp thì toàn bộ các khu dân cư này thì nó thể hiện cái tính đồng lòng, cái đồng thuận của người dân và họ chọn những cái vị trí nó phù hợp với cái thực tế và kinh nghiệm của người dân. Cho nên người dân là chủ thể trong cái này, chủ động trong cái việc mà sắp xếp, và trong đó bà con rất là quan tâm đến chuyện việc sắp xếp ổn định dân cư ở ổn định, vừa có đất sản xuất để phục vụ. Bên cạnh đó thì nhà nước có điều kiện để đầu tư về cơ sở hạ tầng, đầu tư về văn hóa, nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của người dân trong thời gian vừa qua. Năm nay nhiều hộ dân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đồng bào Xê Đăng Ca Dông sẽ đón Tết trong những ngôi nhà mới ở khu dân cư an toàn. Bà con yên tâm hơn trong mùa mưa bão sắp đến. Cuộc sống ở làng mới có nhiều thuận lợi trong sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế hộ gia đình.